anh chào các anh Cameraman nè. Dạ, chào các bạn nha. À, đây các bạn, anh Cameraman mới mua cái lẩu về nè các bạn. Chỉ có hai anh em mình nè. Chung bữa nay cũng buồn quá các bạn ơi. Anh em mình có đề nghị ra là mua cái lẩu dê và hai anh em làm xương xương. Nói chứ cũng có phú nữa nghe, phú giọt qua lại đó các bạn. Thấy không? Nó phú kìa. Thì cũng như có Cameraman với hai cha con ốc miền Tây nha các bạn. Thì cũng mới kêu anh Cameraman mua lẩu nè, có lẩu ha. Cái này là lần đầu tiên mình ăn luôn nha các bạn, để mình coi trong đây có cái gì nha các bạn. Thì mình cũng hồi đó giờ chưa có ăn cái lẩu dê gì nè các bạn. Nghe anh Cameraman nói lẩu dê ngon lắm mà. Mình cũng nghe nói các bạn ơi, mình ăn lần đầu tiên nè. Để mình review cho các bạn xem cái lẩu dê này coi có bán cái gì dưới gì nha. Cái đầu tiên là cái gói mì mà nó bị thấm nước đó các bạn. Nước dẹp luôn hả? Gói mì bị thấm nước, nước dẹp các bạn ơi. Kỳ không anh? Kèm theo đó là sớt vậy? Hay như cái này rau này mình mua 2.000 là nhiều hơn á. Nhiều hơn không? Ừ, sau này rau để ít chứ ta. Đây là một miếng tàu hũ trắng. Kèm theo đó là cái bọc này bọc gì mình không biết bọc gì. Chào. Rồi bên đây cho tàu hũ kỳ nha. Với dê hả? Dê đâu? Bên đây nè. À. Mở bọc coi thử coi. Hồi đó giờ mình cũng chưa ăn cái từng cái lỗ này nghe các bạn. Tại vì anh Cameraman ảnh thèm nè, rồi bữa nay mới đi mua nè các bạn ơi. Thơm quá các bạn ơi, mở ra cái thơm. Rồi thơm. Vậy đi hả? Rồi bư bư ra coi có dê có vọng gì không? Đây dê đây các bạn ơi. Được 3 cục cái gì. Trời ơi. Lẩu này nhiêu anh Cameraman? 200 anh Cameraman. Cái lẩu này thì cái nếu mà người lạ nó bán 200, còn này mình quen biết á, quen biết chỗ tại mình mua ở chỗ quen đó các bạn. Mình mua 250 nha. Nó bán con 150 à. Nó chờ lẩu dê này để một hồi mình đổ ra chảo rồi mình ghi view cho các bạn xem cái lẩu dê coi sao nha. Tại vì giờ nó còn nằm trong bọc đó các bạn. Rồi mình chưa có biết thưởng thức ngon ra sao, rồi hồi mình quay lại cho các bạn xem. Chắc bỏ thêm thịt heo quá. Rồi để các bạn ơi, mình anh bữa nay mình làm Cameraman luôn nha. Anh Cameraman anh đổ ra được nhiêu nè các bạn. Trời ơi coi cục thịt nào. Ngon hết sức. Rồi, cái này như lá tí tô phải không? Lá tí tô. Thì ở đây cái lẩu dê thì có cái tàu hũ non đó các bạn, hũ kỳ á. Với phai cao hay gì, cái này phai gì đó không biết. Với có mấy cái miếng thuốc bắc nữa các bạn. Miếng trắng trắng, phai mì hay gì. Với dê. Vậy gọi đó các bạn ơi, chứ không có gì nữa hết trơn á. Quan trọng là dê nha các bạn. Với có mấy cái ngó sen nè. Ờ, cái củ sen phải không? Củ sen. Rồi đổ nước nè. Đó thì cũng như anh em mình với anh Cameraman thì hai anh em ăn cái lẩu này các bạn ơi. Đấy anh Cameraman bẻ miếng tàu hũ vô kìa. Không, bây giờ là mình không có bẻ tay là nó mất vệ sinh lắm các bạn. Dạ. Đây nè. Cái này là kỹ thuật mình học từ người ta các bạn. Ủa, trời. Anh Cameraman ghê thiệt các bạn ơi, kìa. Anh trắng như là rồi vậy bẻ nát luôn đó. lấy giá xúc vô. Trời ơi, miếng tàu bẻ nhừ hết rồi. Rồi mình chào tất cả các bạn nha. Thì cũng như mấy cái clip vừa qua đó các bạn, thì cũng như mình các bạn ủng hộ hai cha con ở ốc miền Tây, thì mình cũng chân thành rất cảm ơn các bạn. Thì bữa nay thì mình với anh Cameraman thì cũng như gần ăn mừng 500 ca sub đó các bạn. Mình không biết nào, cũng như gần 500 người đăng ký đó các bạn. Thì cũng như chân thành rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thì ủng hộ mình vừa qua. Thì bữa nay mình với anh Cameraman mua cái lẩu dê về ăn, nó cũng như ăn mừng đó các bạn ơi. Thì mình với anh Cameraman thì mời cùng tất cả các bạn vô thưởng thức với hai anh em mình nha. Đây cái lẩu dê cũng hấp dẫn luôn rồi. Anh chóng mình còn mấy chi mớp kìa, anh Cameraman để vô đây được không? Ừ, để vô đây để cho nó ngọt. Vậy ha. Ừ. Đây mình bỏ rau vô nha các bạn. Rau này là rau gì anh Nóc? Cái này hình như cải đắng hay gì? Cải đắng.
cá the phải không? Cái đó. Thì ở đây thì cho có hai loại rau các bạn ơi, cải đắng với gà muống à. Đó, rồi có hai loại cải đó các bạn. Đây các bạn, nhìn cái miếng này ra như phai cao nha các bạn. Nhưng thật ra nó là phai cao nha các bạn. Đâu mình kiếm miếng dê mình chà như cái lẩu này chứ mình vớt cái dê đó các bạn chắc hơi khó kiếm nữa các bạn. Nước nhiều quá. Đó đây, có cục dê. Rồi mình đây cục dê bắt đầu mình lấy cái miếng này mình gói lên nha các bạn nè. Mình quẹt vô đây. Nước chấm gì nóc? Cái này nước chao á các bạn, nước chao nó pha sẵn rồi. Rồi mình mời tất cả các bạn cô chú anh chị dùng với mình một cục thịt dê này nha. Tại vì bữa nay thì mình với anh Carmen nữa các bạn ơi. Rồi mời các bạn nha. Cùi dê xong anh. Cục thịt dê thơm. Mình kèm theo cái miếng tổ kỳ này nè các bạn. Nó thơm, nó ngon, nó êm lắm. Ngon lắm các bạn. Cái nước ngon. Nó ngọt ha. Nước nó ngọt thì cái lẩu này mình cũng mua 200 ngàn cũng ăn xứng đáng lắm các bạn ơi. Như nó có hút bắt nữa vậy phải nóc. Nó có mấy cái phai mị này đó. Này cái miếng hút bắt cái gì nè. Ừ. Ủa rồi. Trắng trắng mẹ đó. Đây trong đây có cái cũng như cái miếng này nó nằm trong thuốc bắc các bạn ơi, khoai mì hết vậy. Mình không ủy gan nằm trong cái dĩ thuốc bắc mình á. Đâu ăn thử review cho các bạn coi cái nóc. Chưa chín, còn cứng á các bạn. Tại vì mình mới thả vô chưa chín, tại vì anh Carmen thuốc mình coi các bạn ơi. Chết luôn rồi. Tại vì cái này nước nó nhiều thôi chứ cái nó không có nhiều chân các bạn ơi. Tại vì dê á mắc lắm mà. Mình không hiểu sao chứ nó bán thì 200 ngàn thì nó cũng vừa nhậu lắm, vừa ba người bốn người nhậu lắm các bạn. Đây mình thử miếng nha bạn. Đây mình dắt này mình quay lại anh Carmen lại nha các bạn. Đây mình mời các bạn miếng nha. Được không anh Carmen? Thử miếng dê mới được. Thì cái khoảng mà tầm trung cái lẩu này đó các bạn thì cái dê thì nó để cỡ 15 cục trở lại đó các bạn, mà nó chặt cục không có bự nha. Cái dê nó mềm mà nó ngọt ha. Ừ. Để mình vớt cái cục thịt dê cho các bạn xem nè. Nó chặt cục nhỏ nhỏ vậy nè các bạn. Chặt miếng nhỏ nhỏ vậy nè. Miếng có rồi cục cũng có nữa nghe các bạn. Nó lụng dụng vậy nè. Thấy không? Cái này có để thuốc bắc vô nữa thấy không? Có trái táo nữa nè. Bởi vì nó cái nước nó thơm á. Là nhờ cái thuốc bắc nó ra đó. Thủ này nè các bạn, cái lẩu mà có thủ này là ăn thơm ngon lắm nè. Nó ăn nó dai dai mà nó ăn ngon lắm. Con chào cô chú anh chị. Con mời cô chú anh chị ăn cục thịt dê. Phú mới đi chơi vừa về đó các bạn ơi, thì hồi chiều tại Phú ham chơi đó, rồi Phú mới giọt về nè các bạn. Thì con mình với Phú với anh Kagamen nè. Thì cũng như mình với Kagamen với Phú thì có gì dụng nấy đó các bạn, cũng như mỗi bữa hàng ngày cũng vậy. Thì mình làm cái nghề YouTube này thì nói chung Kagamen sao là mình vậy, rồi mình sao Kagamen cũng vậy đó các bạn. Rồi Phú cũng vậy luôn. Phú thì mới vừa đi chơi vừa về đó, thì chịu về ham chơi đó, rồi mới về đó các bạn. Thì con có lại chúc cho cô chú anh chị gì không Phú? Không lẽ anh Carmen dạy con nữa Phú?
Thì một năm mới thì Phú gửi lời chúc cho tất cả các bạn nha. Rồi Phú con có chúc gì con chúc Phú? Con chúc cho cô chú anh chị mạnh khỏe giàu mạnh khỏe dồi dào mua mau bán đắt. Rồi thì lời chúc của Phú thì các bạn có thấy Phú thương tình Phú thì nhớ like và đăng ký ủng hộ cho hai cha con Phú dưới ốc miền Tây nha các bạn. Thì cái lời đó thì cũng như chân thành thì mình cũng rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Cũng như xem cái clip và hai cha con mình vừa qua thì mình cũng rất cảm ơn các bạn. Không có quên gì hết thì đầu năm mới thì tới mình chúc cho tất cả các bạn, cô chú anh chị và một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc. Trong cái cuộc sống mình làm cái gì thì đạt cái đó nha các bạn. Rồi thì lời chúc của mình thì đầu năm mới thì mình với anh Carmen mà không có quên gì cái lẩu dê này nha các bạn. Nó ngon dữ lắm, nó ngon các bạn thiệt. Mà tại vì có mình với anh Carmen nè, với Phú thì ăn không có nhiều hết. Thì thôi video đến đây cha con ốc miền Tây với anh Carmen khép lại các bạn ơi. Thì các bạn thấy có xem qua video này thấy có ngon hay gì, thấy có Phú dễ thương gì đó các bạn, thì vô nhớ like và đăng ký ủng hộ cha con ốc miền Tây mình nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.